da từ trong ra ngoài để ngăn da không bị lão hóa. Khi làn da của bạn trông mịn màng, trong sáng và đều màu, chỉ điều này thôi cũng sẽ làm nổi bật vẻ ngoài của bạn. Tái tạo bề mặt da bao gồm nhiều phương pháp điều trị không phẫu thuật được thiết kế để làm mới và hồi sinh làn da với thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu. Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về các phương pháp tái tạo bề mặt da khác nhau. Trẻ hóa da là gì? Thực chất, trẻ hóa da là các cách gọi chung của các phương pháp chống lão hóa, nhằm mục đích tác động vào các vùng da đã xuống cấp, khối cơ bị trùng nhão, vùng da nhăn, nám, từ đó cải thiện sắc diện, giúp da sáng mịn, đều màu, săn chắc, khuôn mặt thon gọn, trẻ trung. Trẻ hóa da bằng công nghệ cao. Cơ chế trẻ hóa da là hỗ trợ kích thích tái tạo collagen, tế bào da, đồng thời loại trừ các dấu hiệu của lão hóa da như nhăn nheo, trùng nhão, sắc tố. Trẻ hóa da rất đa dạng, xâm lấn nhiều, phẫu thuật căng da mặt, cắt da thừa, xâm lấn ít, căng chỉ, tiêm vi điểm ha, collagen, DNA cá hồi, filler, botox, PRP, lăn kim, phi kim. Không xâm lấn, laser, máy trẻ hóa da như HIFU, Ultherapy, HEMAT. Điều trị tái tạo bề mặt da bằng laser. Laser sử dụng chùm năng lượng ánh sáng tập trung cao để cải thiện tông màu, cấu trúc và vẻ ngoài của da. Làm thế nào để tái tạo bề mặt da bằng laser có thể cải thiện làn da của tôi? Giảm thiểu nếp nhăn. Điều trị đốm nâu, mẩn đỏ hoặc đổi màu để có màu da cân bằng hơn. Làm căng da và khuyến khích sản xuất collagen. Xóa mụn hoặc sẹo phẫu thuật. Loại bỏ lông không mong muốn trên khuôn mặt hoặc cơ thể. Laser ablative. Laser triệt tiêu loại bỏ các lớp da bên ngoài và khuyến khích lớp da mới lành lại tại vị trí của nó. Mức độ thâm nhập của tia laser phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của bạn sẽ xác định ứng dụng laser tốt nhất cho bạn tùy thuộc vào loại da, mục tiêu của bạn và bản chất của vấn đề bạn muốn giải quyết. Ngày nay, nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đang sử dụng tia laser phân đoạn, chỉ loại bỏ một phần da ở khu vực điều trị. Điều này cho phép tia laser thâm nhập an toàn vào các lớp da sâu hơn, để đạt được kết quả ấn tượng hơn với thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu. Laser không ablative. Một số tia laser không phá vỡ bề mặt da, chúng được gọi là không bóc tách. Thay vào đó, chúng hoạt động bằng cách làm nóng lớp da bên dưới bề mặt để khuyến khích tăng sinh collagen mới và giúp khôi phục độ săn chắc tự nhiên của da. Mặc dù chúng hoạt động dần dần hơn so với laser cắt bỏ, nhưng các phương pháp điều trị này thường không cần thời gian nghỉ dưỡng và có thể mang lại kết quả lâu dài cho việc trẻ hóa diện mạo. Những cải tiến có thể có với tái tạo bề mặt bằng laser là lâu dài và có thể rất ấn tượng, nhưng chúng sẽ không xuất hiện trong một sớm một chiều. Phải mất vài tháng để các tác động đầy đủ của tế bào da mới và tăng sinh collagen hình thành, và những hậu quả còn lại sau điều trị, chẳng hạn như da có màu hồng tại vị trí điều trị, có thể mất vài tuần để giảm bớt. Tuy nhiên, mỗi bệnh nhân có một chút khác biệt. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của bạn sẽ giúp bạn tìm hiểu loại kết quả bạn có thể mong đợi từ các lựa chọn điều trị tái tạo bề mặt bằng laser khác nhau. Chỉ nhúng chỉ răng cưa, da trùng và các mô mềm khác của khuôn mặt có thể được nâng lên và cố định ở vị trí lý tưởng bằng cách sử dụng chỉ răng cưa thông qua một vết rạch nhỏ. Một số phương pháp trẻ hóa làn da tại nhà. Lão hóa da là quy luật tất yếu, không thể tránh khỏi. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn quá trình này. Tuy nhiên, có nhiều cách giúp trẻ hóa da, cải thiện một phần lớn các dấu hiệu lão hóa. Những điều cần làm để tránh lão hóa sớm. Tránh tối đa tất cả các yếu tố gây lão hóa da ngoại sinh. Sử dụng kem chống nắng, che chắn cẩn thận, tránh ô nhiễm môi trường. Xây dựng chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng khoa học. Tăng cường tập thể dục. Chăm sóc da đúng cách, làm sạch, dưỡng ẩm, tẩy da chết, đắp mặt nạ thường xuyên. Nên sử dụng dược mỹ phẩm được các chuyên gia, bác sĩ da liễu hướng dẫn. Không chạy theo trào lưu, lối truyền miệng chưa được kiểm chứng hiệu quả lâm sàng. Massage da mặt, lựa chọn những các massage hỗ trợ nâng cơ, tăng cường tuần hoàn máu. Lưu ý, các động tác massage phải đúng kỹ thuật, lực tác động vừa đủ. Nếu không rất dễ bị phản tác dụng. Ngoài ra, nếu đủ điều kiện kinh tế, có thể đầu tư thêm một số dụng cụ, máy rửa mặt, máy đẩy tinh chất, thanh lăn mặt. Chăm sóc da bằng mỹ phẩm trẻ hóa da. Khi bước vào giai đoạn lão hóa da từ tuổi 25 đến 30, bạn cần xây dựng quy trình chăm sóc da ngăn ngừa, chống lão hóa bằng các mỹ phẩm chuyên dụng. Nên tập trung vào các thành phần chống oxy hóa, tái tạo da có chứa retinol, niacinam IDE, cân bằng estrogen nội tiết tố nữ, tế bào gốc. Đừng quên chống lão hóa cho vùng da mắt, cổ, tay. Đây là những khu vực chịu ảnh hưởng tuổi tác nhiều nhất, tố cáo già nua rõ nét nhất do thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.